Xin chào các bạn, mình là Sơn đến từ Cooler Master và hiện tại mình đang có mặt tại Hacom, một trong những chuỗi đại lý kinh doanh thiết bị máy tính lớn nhất ở Việt Nam. Và vừa rồi Cooler Master đã giao đến Hacom một chiếc thùng rất là lớn như thế này. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình sẽ khám phá nó coi bên trong đây là gì ha các bạn ha. Và như các bạn thấy nó đang là full seal luôn, còn ni lông còn đầy đủ dây ràng luôn. Thành ra mình chỉ làm một lần duy nhất thôi nha các bạn. Và bây giờ mời các bạn cùng khám phá nó với mình nha. Và có lẽ mời các bạn qua bên đây nha. Mời các bạn qua bên đây. Mình sẽ bật mí cho các bạn đây là gì nha. Rồi, mời các bạn cùng xem đây. Sucked. Đây là một trong những sản phẩm độc đáo nhất của Cooler Master vừa được trưng bày tại Computex 2024 vừa rồi. Và bây giờ nó đã có mặt tại Việt Nam và có mặt tại Hacom các bạn nha. Và một chút bật mí về hình dạng của nó thì mời các bạn qua đây cùng mình. Một chút bật mí về hình dạng của nó ha. Đây, các bạn có thể thấy rằng là một chú có mặt. À, một chú có mặt rất là dễ thương, phải nói là gì rất là dễ thương, rất là độc đáo, dễ thiện ngay bên cạnh của cái thùng này. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục cắt những cái siêu này và từng bóc chiếc thùng này nha. Ok. Hình ảnh của chiếc mặt sắt ít nó đã được hiện hữu ra ngoài đây rồi và các bạn có thể xem được sản phẩm này nó như thế nào đó các bạn ha. Một cái màu trắng và đặc biệt là chiếc màu trắng này nó được làm rất là nhám. Giống như các bạn sợ là da một chút sao mà rất là nhám các bạn. Và ở đây mình thấy nó có rất là nhiều cái thành phần mà khi mà các bạn lắp ráp bộ máy tính hoàn chỉnh thì nó sẽ hiển thị lên led rất là đẹp. Và từ trên đầu các bạn thể hiện một cách rất là mạnh mẽ các bạn. Đi dập xuống đây và phần đế của nó cũng là một phần đế có led CV ha các bạn ha. Rồi theo mình đoán là nó không dưới 50kg các bạn, không dưới 50kg đâu. Đó, mình để cho các bạn cùng xem thôi. Chiếc bay cá sẽ nằm ở đây và các bạn thấy tổng thể con chú cá mập này nó sẽ như thế nào ha. Bật mí với các bạn luôn, nó có số serial number là số 2 và sản phẩm này có thể nói là một trong những sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam cũng như là sản phẩm thứ hai có mặt trên thế giới. Thì cái lô hàng của Việt Nam về sẽ có tất cả là 5 chiếc và đây là chiếc mang thương số 2 và nghĩ rằng chiếc mang thương số 1 cũng nằm trong số những cái sản phẩm của Việt Nam mình luôn rồi. Việt Nam là những nước đầu tiên về chiếc cái mặt này. Rồi đây, như các bạn thấy tổng thể của nó là một chiếc cây hình một chiếc cá mập nên nó mang tên là Sucked. Và để cho cái bộ sản phẩm này khi mà có thể lắp đặt cái bộ máy tính vào và có thể sử dụng được thì Cooler Master đã trang bị cho nó một chiếc tản nhiệt. Các bạn thấy ở đây, đây là một chiếc tản nhiệt hạt mốt. Thì đây, tản nhiệt hạt mốt các bạn ha. Đó, tản nhiệt hạt mốt. Thì có thể chia sẻ với các bạn chút xíu về cái ý tưởng để mà tạo nên chiếc cái mặt này. Đó chính là một trong những ý tưởng của một bên Monster tham gia cuộc thi Cooler Master, cuộc thi mod của Cooler Master. Và sau đó Cooler Master cùng bên đó kết hợp để tạo nên sản phẩm cuối cùng và thương mại đến thế giới. Thì ý tưởng của nó là mang đến một sự hình ảnh nào đó về việc trân trọng cái môi trường biển ha các bạn ha. Trân trọng sự môi trường biển cũng như là đa dạng sinh thái tại tại các vùng biển. Thì toàn bộ thân vỏ, tất cả những thành phần bằng nhựa cũng như là tất cả những thành phần mà
trên vỏ cây nè, như là tản nhiệt, thì đều sử dụng bằng nhựa tái chế ha các bạn ha, chất liệu nhựa tái chế hoàn toàn đó. Thành ra là một phần nào đó của La Master cũng muốn nhấn mạnh đến vấn đề là bảo vệ môi trường các bạn. Rồi thì ngoài chiếc tản nhiệt Atmos ra thì Cooler Master còn trang bị cho nó một chiếc nguồn. Ở đây là một chiếc nguồn Cooler Master V850SFX ha các bạn nha. Có thể nhìn ở đây các bạn có thể thấy được là chiếc nguồn 850 và nó được trang bị nó được ở trong, rất hơi khó thấy. Thì chiếc nguồn này được trang bị kích thước là SFX và nó được trang bị là ATX 3.0 các bạn nha, để có thể tối ưu với những cái các màn hình thế hệ mới nhất bây giờ như là series 4000 của AMD, của Nvidia các bạn ha. Rồi ngoài ra thì ở đây thì có chiếc quạt đứng của Cooler Master và chiếc quạt ở trên lúc này mình có nói rồi, chiếc mặt bình không, bên đây cũng là một chiếc quạt nữa đó. Thì các thành phần quạt này và cũng như là những cái ốp led này nó sẽ thể hiện cái led, nó, phần led nó rất là lung linh khi mà các bạn cắm điện vào. Rồi ok, tổng thể của nó gồm có chân đế này luôn. Vị trí chân đế này cái bàn này nó không, khoảng này nó cũng không có đủ chắc chắn để mà cái để mà nó ổn định cái này. Thật ra là các bạn thấy nó lung linh nhưng mà cái đế này rất là chắc, để riêng cái phần đế với một cái mặt thôi thì rất là chắc chắn, nó sẽ giúp cho cái tắc ít này vững chãi ở trên các bạn khi các bạn đặt lên trên bộ máy tính của các bạn ha. Rồi ok, tổng thể của tắc ít là như vậy ha các bạn ha. Và một mấy xíu các bạn thì sản phẩm này hiện tại đang có mức giá là gần 100 triệu ha các bạn ha. Và ngoài ra thì các bạn reorder tại Hacom thì các bạn sẽ nhận được rất là nhiều phần quà đến từ Hacom, trị giá lên đến gần 20 triệu đồng luôn. Và hy vọng rằng các bạn sẽ có thể đến Hacom để có thể sờ tận tay và nhìn tận mắt sắc ít này ha các bạn ha. Ở đây một bộ sản phẩm linh kiện kèm theo để bảo hành ha các bạn ha. Và sản phẩm này thì với tản nhiệt thì mình sẽ bảo hành 5 năm, còn nguồn sẽ bảo hành tới 10 năm lận các bạn. Còn sắc ít thì các bạn cứ yên tâm sử dụng thôi. Cái vỏ cày của nó, bộ kiện Cooler Master kèm theo một chiếc gel Real Cool của Cooler Master. Dây cáp USB và một số các nguồn. Như các bạn cũng thấy á, là chiếc hộp để mà đựng nó hoàn toàn từ mút nè cho tới cặp tông đều dùng cái hộp vàng như thế này, là một sản phẩm của công nghệ tái chế giấy. Thành ra là các bạn cũng biết rằng là sản phẩm này đang nhắm tới bảo vệ môi trường rất là lớn. Rồi cáp Razer ha các bạn ha, một trắng tinh luôn. Ok, một lần nữa giới thiệu các bạn Cooler Master Sắc X, một những sản phẩm độc đáo nhất của Cooler Master trong năm 2024 ha các bạn ha. Và rất cảm ơn các bạn đã xem video này và hy vọng rằng các bạn sẽ có thể đến Hacom để trực tiếp sờ nó và nhìn thấy nó. Và sắp tới Cooler Master cũng sẽ mang Sắc X này để trình bày ở những sự kiện nữa. Thật ra hy vọng là các bạn cũng sẽ có thể nhìn thấy nó ha các bạn ha. Rồi, rất cảm ơn, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.